xót. Lại ngủ như thế, đôi môi em khẽ cười, đôi chân em cất lời tình yêu ngày xanh. Quý vị, Amy xin mời quý vị cùng nghe một nhất duyên nhì dáng. Dịu dàng đôi mắt biết hát thay lời ca, để mùa thu qua buông hương lên mái tóc. Nhẹ nhàng em nghe trên cao khi nắng về, xua tan đi chút buồn là em hân ghen chờ mong tình yêu. Thưa quý vị, với bài Tướng Tự Tâm Sinh, từ cách ăn mặc, ánh mắt có thể nhìn ra được nội tâm. Như cổ nhân thường nói, tướng mạo một người sẽ thay đổi theo tâm thiện ác của họ. Điều này hoàn toàn hợp lý. Vậy nên, đôi khi chỉ cần nhìn qua cách ăn uống, trang phục hay ánh mắt là có thể thấy được nội tâm của một người là như thế nào. Tính cách thể hiện trên gương mặt. Người khoan dung rộng lượng đa phần là mày thanh, mắt tú, vẻ mặt phúc hậu. Người hẹp hòi hay ghen tị thường trông xấu xí, hai hàng lông mày nhíu chặt với nhau. Người dịu dàng ôn hòa thì tướng mạo điềm đạm. Người tính cách thô bạo, cảm xúc bất ổn luôn có vẻ mặt hung dữ. Tiểu nhân lòng dạ bất chính thường đa nghi, thần sắc hoảng hốt. Còn người lương thiện đơn thuần trên mặt họ luôn mỉm cười trìu mến, khiến cho người khác yêu quý, càng nhìn càng thích. Nhân phẩm khắc trong đôi mắt. Nhân phẩm tốt hay xấu đều khắc trong đôi mắt. Con mắt là cửa sổ tâm hồn. Trong mắt người lòng dạ nhỏ nhen thì đầy khuyết điểm của người khác. Trong mắt người tham tài háo sắc chỉ chăm chăm vào sắc đẹp và túi tiền. Trong mắt người thích gây sự luôn chú ý đến lỗi nhỏ của người khác mà rêu rao. Trái lại, trong mắt người quang minh lỗi lạc, nhìn thấy công bằng và chính nghĩa. Trong mắt người khoan dung rộng lượng, nhìn thấy tương lai của chính mình. Trong mắt người nói là làm, nhìn thấy sự thành thật và giữ chữ tín. Cách ăn cơm thể hiện gia giáo. Người xưa đa phần thích trên bàn ăn dạy dỗ con cái, bởi cách ăn uống của một người cũng phản ánh sự giáo dưỡng của gia đình. Người đi ăn tiệc đứng hay gấp một đống đồ ăn, rồi lại ăn không hết. Trong cuộc sống chắc hẳn cũng hay lãng phí, không biết tiết kiệm. Người trong lúc đợi thức ăn thường la hét nhân viên phục vụ, nhất định là một người cực kỳ vô văn hóa. Quần áo cho thấy khiếu thẩm mỹ. Người có gu thẩm mỹ cao, nhìn chung biết tốt, khoe xấu che, ăn mặc phù hợp với bản thân và với hoàn cảnh. Bụng có mỡ thừa thì không mặc quần hở rốn, chân thô mặc váy dài đẹp hơn váy ngắn. Ra ngoài đi du lịch, chọn đồ thể thao nhẹ nhàng, tiện dụng. Khi đi làm công sở, mặc trang phục sạch sẽ, gọn gàng. Còn lúc ở nhà nghỉ ngơi, mặc quần áo rộng rãi, thoải mái. Dáng người nói lên cách sống. Những người tuổi còn trẻ mà bụng đã phệ là do không chăm chỉ luyện tập thể thao, hoặc lúc nào cũng ăn uống thả ga. Đối với họ, thức đêm là chuyện bình thường. Còn có những người lớn tuổi nhưng vẫn giữ được vóc dáng cân đối khỏe mạnh. Họ cũng không phải trời sinh ăn mà không mập, mà họ tự biết kiềm chế, luyện tập thể thao, chọn thực phẩm lành mạnh, nghỉ ngơi đúng mức, kiên trì vận động. Dạ, Amy cảm ơn quý vị đã cùng Amy tham khảo một chút tài liệu. Xin chúc quý vị luôn được duyên dáng và có nhiều niềm vui. Tài liệu được sưu tầm trên trang tinhhoa.net. Xóa ngang vai hai thương, hai thương đi đừng ô tang ô
thánh thần cháu thương non huề ô tang tình tang tình tang tình ô tang tình tang nửa văn thần là nên thơ ô tang tình tang tình tang tình ô tang tình tang bầy thương thiếp cùng mong chờ.